Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phụ Nữ TV. Xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất cập nhật về giá cà phê sáng nay, ngày 3 tháng 5 năm 2024. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để không bỏ lỡ những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phụ Nữ TV xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian vừa qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Thưa các bạn, giá cà phê hôm nay ngày 3 tháng 5 đồng loạt sụt giảm mạnh trên thị trường thế giới và trong nước. Ghi nhận kết thúc phiên giao dịch sáng nay tại sàn London, giá cà phê Robusta ở kỳ hạn giữa tháng 7 năm 2024 sụt giảm mạnh tới 298 USD trên tấn với mức giảm là 7,49%, xuống mức giao dịch là 3.680 USD trên tấn. Trong khi đó, ở kỳ hạn giữa tháng 9 năm 2024, giá cà phê giảm tới 291 USD trên tấn với mức giảm là 7,45%. Xuống mức giao dịch là 3.617 USD trên tấn. Nếu quy đổi theo tỷ giá đồng USD, hiện giá cà phê ở kỳ hạn sau tháng 7 và tháng 9 trên sàn London tương đương với mức giá là 92.700 đồng và 91.000 đồng một kg. Các mức sụt giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Cũng đã giảm với giá cà phê Arabica trên sàn New York ở kỳ hạn sau tháng 7 năm 2024, giá cà phê giảm 9,7 sen với mức giảm là 4,49%. Số mức giao dịch là 206,3 cent trên pound. Trong khi đó, ở kỳ hạn giữa tháng 9 năm 2024, giá cà phê giảm đi 9,3 cent với mức giảm 4,34%. Số mức giao dịch là 204,75 cent trên pound. Các mức giảm mạnh, khối lượng giao dịch thì duy trì mức rất cao trên mức trung bình. Thưa các bạn, giá cà phê kết thúc giảm mạnh khi tồn kho cà phê trên sàn ICE tăng trở lại. Giá cà phê hôm thứ Năm bị bán tháo mạnh xuống mức thấp nhất trong 3 tuần. Nguồn cung cà phê ICE phục hồi đã làm giảm bớt lo ngại về nguồn cung và thúc đẩy thanh lý cà phê kỳ hạn kéo dài sau khi tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát tăng lên mức cao nhất trong một năm vào ngày thứ Năm và tồn kho cà phê Robusta do ICE giám sát đã tăng lên mức cao nhất trong 5 tháng vào ngày thứ Tư. Tính đến phiên giao dịch ngày thứ Năm, tồn kho cà phê Robusta đạt mức 3.945 lô, tương đương là 39.450 tấn. Bên cạnh đó, tồn kho cà phê Arabica do ICE giám sát hiện đang ở mức là 682.036 bao. Thưa các bạn, về tình hình giá cà phê trong nước hôm nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá cà phê trong nước sụt giảm mạnh với mức giảm tới 10.000 đồng trên 1 kg so với ngày hôm qua. Ghi nhận sáng nay, giá cà phê trong nước thu mua ở mức là 120.000 đồng tới 120.800 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, khu vực huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc ghi nhận quanh mức 120.000 đồng 1 kg, ở khu vực huyện Đức Trọng và huyện Di Linh, mức giá là 119.900 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk, khu vực huyện Cư Mờ Ga ghi nhận ở mức là 120.500 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Ea Leo và thị xã Buôn Hồ, mức giá là 120.400 đồng 1 kg. Tại khu vực huyện Cư Quyên, Cờ Đông Năng và huyện Cờ Đông Bắc, giá cà phê thu mua quanh mức là 120.500 đồng và 120.400 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, khu vực thành phố Pleiku và huyện Yagrai, sáng nay ghi nhận quanh mức là 120.500 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Chư Prong và huyện Chư Sê, mức giá là 120.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Min, sáng nay thu mua với mức giá là 120.600 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lấp và huyện Đắk Song, mức giá là 120.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Kon Tum, khu vực huyện Đắc Hà và huyện Ngọc Hồi, sáng nay thu mua quanh mức là 120.500 đồng 1 kg. Ở khu vực huyện Đắk Lây, ghi nhận quanh mức 120.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Đồng Nai thu mua quanh mức 120.500 đồng 1 kg và tại khu vực tỉnh Bình Dương ghi nhận ở mức là 120.700 đồng 1 kg. Đối với giá cà phê giao tới các kho quanh cảng thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay ghi nhận quanh mức là 120.800 đồng 1 kg. Còn trên thị trường tự do, giá cà phê nhân xô được các công ty và đại lý thu mua ở những vùng nguyên liệu quanh mức giá 120.600 đồng 1 kg. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá cà phê sáng nay trên kênh Phụ Nữ TV. Chúc các bạn ngày mới bình an và gặp nhiều may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.